Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Đề Nông, mã là DB5000F. Tình trạng máy này là rất là đẹp nha các bạn, đẹp xuất sắc luôn á. Nắp Mikazin theo máy, sáng đẹp long lanh, màu tím pha lê cực kỳ đẹp luôn nha. Ở đây có hai cái chốt inox nha, để mình vịn tay mình nâng kiến xuống hai bên á, đó. Không nứt không vỡ không chày luôn nha, đẹp long lanh luôn nha. Một tím pha lê nha, cực kỳ đẹp nha, bóng lưỡng luôn á, trước sau cũng vậy hả. Còn thân máy là thân máy gỗ bọc da, niền nhôm, cực kỳ đẹp nha, không hề bị cứng, không hề bị chày, không hề bị xước một dấu nào hết nha, rất đẹp nha. Còn đi theo máy lần này là kim Đề Nông. Đây là 202. Con này là kim bản vàng nha các bạn. Kim tem vàng chứ. Đây các bạn. Nó có mã seri rõ ràng nha, đầu kim. Seri 1782 Japan. Kim này đánh nhạc là hay lắm nha. Còn tay cần rất là sáng đẹp nha, đẹp như mới luôn á, không chảy xước luôn á. Tay cần là tay cần Đề Nông, mã là DA307. Đây là tay cần xịn nha. Rất đẹp nha các bạn. Giờ mình test máy cho bạn luôn nha. Đây là nút nguồn tắt mở nè. Đây mình có đèn soi tốc độ luôn. Đây lựa chọn 3345 vòng, chính giữa là ngừng. Ở đây là mình có cái nút, ví dụ bây giờ mình muốn tùy chỉnh bằng tay thì mình xả cái nút ra. Ở đây mình sẽ tùy chỉnh nè. Đó, 33 vòng nó có một vạch ngừng là đúng rồi nè. Đó. Nếu bây giờ mình không muốn tùy chỉnh, mình muốn máy khóa tốc độ tự động thì mình nhấn. Là máy sẽ tự động khóa tốc độ theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Máy này tùy chỉnh rất là hay nha. Nha các bạn. Đây là cũng mẫu cao cấp nên thành ra là mình cần cũng thả tay hoàn toàn hết. Đĩa mình hơi cũ nha nên thành ra hơi có tiếng lậu xạo xíu, nhưng mà âm thanh nó hay. We'll be right back.
Đây là mẫu canh tay hoàn toàn nha các bạn. Cho dù là hết đĩa hay là mình thay đổi bài, mình đều nâng tay hết. Máy rất đẹp nha các bạn. 50k, màu tím pha lê, rất là đẹp, sáng loáng luôn, không có một vết chạy luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.